Wow, đâu quả nào đẹp nào? Đen. Ồ, quả này đen à? Quả của tôi màu đen ha. Quả này dâu đây này, chụp cho chị. Hai ở đâu ra đấy? Quả em đọc xem em chả thấy chị đâu cả. Đây dâu đây. Đây đây. Dâu đây con bầu bí. Bầu bí. Ngồi xuống, ngồi xuống xem nó là quả gì. Đây. Đi con kiến. Chụp cho em quả lưng giữa con dâu này. Mela vào nhìn quả dâu. Đây, Mela vào xem. Đâu phải dâu đầu, đâu phải dâu đầu. Nhưng thế này là dâu rồi. Quả to hơn cho chải dâu tây bọn mình đi rồi thu nhỉ. Đây, đây nữa này, Wow, đây đẹp không? Đứng vào luống á. Chú có quả dâu ở trên đùi kìa. Ủa, đây là đây, chú có quả dâu này. À, ai lấy quả dâu không? Mẹ cái gì, rõ ràng quả dâu ở trên đùi thì tôi muốn nói ở đâu đây. Đúng rồi, đúng rồi. Miêu tả chính xác đấy ạ. Chuẩn không cần chỉ. Ôi, cháu không được trèo lên luống, cháu không được trèo lên luống mà. Nó hỏng cây đấy. Bé Long vào đây. Có ai nữa? Hơi đẹp luôn đấy. Bọc ly lông á. Bọc ly lông nó làm cho quả dâu nó sạch hơn, nó không tiếp xúc mặt đất. Đó. Nào nào, đừng nhảy, nhảy qua là hỏng đó, hỏng cây dâu nó buồn đấy. Tí cả tí đi. Nhanh nhanh. Ôi giời đẹp phết đấy. Rồi. Ok. Rắc cải có không em? Hoa cải có chị ạ.